trên đồi nhà hàng. Nhà hàng trên đồi năm xưa đây nổi tiếng nhất là cái món gà đó, gà kiểng đó, gà trên đồi. Và đây là khu vực một của phường Thủy Xuân. Đây là một cái đường kiệt, từ đường Lê Ngô Cạc ra về kiệt 65 và về nơi cụi gần cụi đường cụi kiệt thì là khu quy hoạch đô thị Cầu Lĩnh. Đây có ngã ba đường Bùi Viện. Bùi Viện ở Huế thì nó có là hơn ở Sài Gòn á. Đây hàng quán này, đầu tuyến đường thì cũng có ăn nhậu này. Hàng quán cũng khá là xịn sò đó. Còn xa trên đôi đường Bùi Viện ở Huế sao mà buồn thế, để khu quy hoạch mọi người, đất đai còn nhiều đấy chứ, không phải còn nhiều người ta chưa làm nhà. Biệt thự villa nhiều. Khu vực này đi vòng ra sẽ ra ngay Cầu Lĩnh. Và đường quốc lộ 49A đó. Lần đầu tiên đi ngang qua khu vực khu quy hoạch của cái tên chi mới chưa rõ, có tên những tuyến đường nổi tiếng như ở Sài Gòn ở phố Tây Bùi Viện, bên kia song song tuyến đường liên thông xóm đó. Còn đây là khu quy hoạch, nhà cửa toàn là nhà đẹp không, rộng rãi, biệt thự villa không mọi người, để hợp cho người ta nghỉ dưỡng yên tĩnh. Vì vùng Thủy Xuân từ khu vực Sáu Đàng Năm Giáo đi lên toàn đôi núi đó, cho nên lên trên đi ở thì chắc là thanh tịnh hiền hòa. Còn là nhà để nghỉ dưỡng cuối tuần về nghỉ ngơi. Thì luôn vui biển văn ra đến nói chung vòng hết khu vực khu quy hoạch luôn. Đó, ngay ra đây là ngay cái núi Cầu Lĩnh. Đi lòng vòng vào trong một đoàn thì xem sao. Quay tuyến đường khu vực nơi đây. Đó, quy hoạch nó nhưng nó ra những cái hình cái ô không được vuông vắn. Ngay bắt đầu từ đầu đường đi vô mọi người, một cái miền đồng phùng bắt đầu qua đây, bắt đầu này quy hoạch thẳng thợm ra thành ô này. Đặt ba nhà cửa đường Khúc Hào. Tuyến đường chúng ta vừa đi qua là đi vòng lưu phía sau này. Thì cùng nhỏ với khu quy hoạch này là rất là nhỏ. Chúng ta vừa đi Bùi Viện đi thẳng vòng quán. Lòng vòng đây một chút để thấy quang cảnh nhà ở nơi đây bây giờ. Nhà mãi Thái, nhà mãi Nhật. Mặt mẹ nhìn cái mái nhà nhìn rất là mắc. Đổ băng công và đổ. Đổ
độ mê, xong rồi là lợp thêm một cái lợp ngoài trên nữa, nhìn rất là mát, dày dày dặn chắc chắn. Vật này con lên à, hướng lên con lên, và ngược lại thì đi ra cầu Năm Giao, à đà Năm Giao. Đi thẳng sẽ đi có hai đường để chúng ta đi, đường lên là lưỡi Bình Điền, lưỡi Bình Điền, và một đường đi thẳng thì sẽ lên Lăng Khải Định. Và có cái ngã ba đây là tuyến đường tỉnh lộ 10 đó, thông về tỉnh lộ 10 sẽ về cầu vượt Phi Dương, đường Võ Văn Kiệt. Đường đó đi thẳng về đến cầu Diên Khương. Về các cục là mọi người, con đường bây giờ đã hoàn thiện về phía bên dưới của Mỹ đi về. Dạ, vòng vòng thăm bà con à, khu vực đồi núi của phường Thủy Xuân, đường Minh Mạng. Đây buổi sáng họp chợ đóng hơn buổi chiều này, vì để thời tiết hình như phường Thủy Xuân không có chợ, phường nào cũng có cái chợ mang tên của phường đó, nhưng mà hình như phường Thủy Xuân có chợ này. Theo em nghĩ khu vực nơi cô Linh đây mà khu họp chợ mỗi sáng ra họp đóng chiều nay này, chắc phải đặt đây là chợ Thủy Xuân quá. Theo bà con học bên đường của mọi người, dạ rất là đông luôn. Từ cái đoàn Diễm Vui vừa nói đó là ngay cầu Lũ Linh, cầu Lũ Linh 2 suy sụp lên đến khu vực này. Đó là buổi sáng ra người ta học chờ đóng lập. Và thấy hình như là Phương Thị Xuân không thể chờ nó, không biết khu học chờ năm bố luôn. Phía chờ nghe chờ, có lên ngang qua ngang đang Năm Giao thì còn nghe đó chờ Năm Giao, thì khu bờ học chờ nhỏ nhỏ đó không. Đó, đường đi lên Bình Điền lại mọi người, quốc lộ 49 đường Minh Mạng, còn đây là đường đi là đường Đài Nam. Đài Nam hồi xưa là đường Khải Định đó, giờ đặt lại đường Đài Nam. Trên đường đi thì sẽ đi qua những công trình như là đồi Thiên An, dạ còn lên nữa thì có Lăng Khải Định, đi vào làng Châu Chữ của xã Tư Băng đó. Dạ, hôm nay là thôn Cư Chẳng đó. Xã Thủy Bằng thì xã Hương Thủy, à, hai bên bên kia Thủy Xuân, bên này Hương Thủy. Năm xưa thì hồi xưa thì giống như phường Thủy Biều, phường Thủy Xuân cũng thuộc Hương Thủy, nhưng mà được tách ra thành phố thì cũng lâu lắm rồi. Hồi đó là xã Thủy Xuân và xã Thủy Biều đó, hai xã trực thuộc thành phố. Cho đến năm 2007 đó mới gia nhập vô Linh Phương, và phường Thủy Xuân và phường Thủy Biều. Bây giờ bên này thì thôn Cư Chẳng, xã Thủy Băng, thì xã Hương Thủy. Thủy Băng nghe nói cũng gia nhập Liên Phương, nhưng mà quen gọi như vậy mà Thủy Băng thì so ra nó xa cái trung tâm thành phố hơn cả cái phường Thủy Xuân, Thủy Biêu.
hai cái xà phương đó nó giáp ranh với trung tâm luôn. Đây bây giờ thì đường xà bê tông nặng đây, hàng quán ở đây mọc lên, còn nhà hàng lên không đầu tư mạnh tay đó. Bây giờ tao lưu bây giờ ăn uống mì giường đồ hình như là nhiều hết mọi người, nên là bà con đầu tư cũng để phục vụ cho nhiều mọi người an toàn. Nhìn rất giống như nhà sàn của người đồng bào dân tộc thiểu số mọc lên ngay tại trung tâm, chắc cũng là thu hút đường lên Thiên An, đồi Thiên An đó đáng tiền. Thiên An nhà thơ chúng ta có cảnh đẹp và đời thông mê hồn về người Huế cũng như khách đến Huế, còn đi chào cảnh không phớt chỉ Đà Lạt thì lên Thiên An. Yeah. Con đường vòng lớn xuyên suốt lên đền nào, con đường đi mà đi thẳng là hết đường là để ngã ba chờ tôn con mọi người. Dạ mình chỉ ngôi nhà này phải đăng lên cộng đồng để bán mặt bằng 270 m², 5-6 tỷ gì đó. Đó, đất bây giờ phía trên này rất là có giá nha. Tháng Nam Huế cho nhà hàng mọi người nhìn vào trong không là thấy, nhìn từ bên ngoài đã thấy cái sự đô sộ. Người ta làm cái nhà vườn mà nhìn rất là vững chắc, không gian vườn được rộng vàng còn lại nữa. Cái tủ cổng đi vào nhìn cũng là như cái phố rồi. Nhà hàng chúng ta bây giờ có nhiều người chọn, có những người có điều kiện người ta cũng chọn lên cả cái đôi, mua cả cái đôi rồi để chuyển đổi sau đó thì cũng làm được nhà ở, thậm chí nhà nghỉ dưỡng về phía trên cả cái đôi của xã Thủy Bằng rất là nhiều. Để như mà vào dịp thì chúng ta vào đó thăm đưa bà con biết thêm, đi trên cả cái chiên đồi nhìn những cái nhà khu nghỉ dưỡng của bà con rất là nhiều, rộng lớn đẹp lắm. Dạ. Yeah. Cách thành phố mười mấy km về phía tây này. Dạ. Yeah. Cái nhà hàng nghe cái bức tường dài đang đặt nhà hàng hoàng mai, trồng rất là nhiều cây hoàng mai thì trong và phía trước nhà hàng. Không biết bao nhiêu là mét, bao nhiêu là đất vườn trồng bà con làm những cái khu như khu resort đây. Vào đây mọi người không gian lưu niệm lên bà đạt, như cái thằng đó thì sẽ lên lăng Khải Định đó. Em muốn đi đưa bà con đi vào đây một đoạn biết thêm thành phố rừng, thành phố đồi đó. Bước đầu vào ngay cái đầu đường thôi là đã thấy một cái công trình vào trong Ninh Như Kỳ vua resort đó. Một cái nhà nghỉ dưỡng thôi đó, nhà mái Thái, mái Nhật.
Nói chung ai đa số người ta lên đây là người ta mua to luôn, khu vực mà mua nguyên vườn, nguyên vườn vừa ở vừa làm nhà vườn nghỉ dưỡng cho mọi người. Nên bây giờ trên này đất đai rất là cao giá, thì không gian lưu niệm để bà đạt 700 mét nữa. Đó, bắt đầu là công viên. Bên này thì có cái dù gì chiếu dù gì quảng cho những ngọn đồi núi tên là Ruri, núi Ruri. Đó, đồi người ta giải tỏa ra và thăm đường xã rộng rãi, công viên. À, đi vào xuyên như là đi xuyên rừng đó. Xung quanh là đồi núi và đây là toàn là những ngôi nhà dưới cái phun thấy đây mọi người đó. À, đây là những cái tình, đây là một cái tình thất có sứ đây nghe chưa, có cái cổng này, cổng nhìn vào là thấy bên trong là cái gì luôn, mà nhà vậy là công trình ở bên trong. Đó, lên dốc xuống dốc thôi, nhưng mà hàng quán tìm cà phê bao bọc núi Ruri. Đây hôm bữa ai vôi cỏ vào đây nhìn kia, đó người ta làm vườn nhà ở. Trời ơi, năm trăm mét lên là lên Bà Đạt. À, bây giờ xu hướng của người có điều kiện muốn nghỉ dưỡng thanh tịnh, người ta yên tĩnh, người ta cũng tìm về những cái khu vực đồi núi như vậy đấy, đấy nhiều lắm, không những khu vực này mà còn nhiều nơi của những cái đồi núi tại của Thủy Bắc, người ta lên làm khu nghỉ dưỡng này mà hàng quán nó nhiều lắm. Dạ. Yeah. Đó, những cái đôi đôi này toàn là cỏ tự nhiên hết. Đây, tự nhiên cả làm nhà rộng lớn, nhất phụ. Ruri Hill đây, đây là đôi núi Ruri. Họ cái tên hàng quán như vậy đó. Từ trên nhìn xuống là những cánh đồng tròn à, hiện hữu đây. Mùa này làm ruộng nó ở đây, nếu như vào đây là có trung tâm Lê Bà Đạt, trung tâm nghệ thuật, vào đây phải mua vẽ. Yeah. Là công trình của Lê Bà Đạt. Trên đỉnh núi Ruri. Giờ chơi một vài ngọn đồi nơi đây là thấy không ít công trình khu nghỉ dưỡng của bà con ở đây, rồi lên thêm một đoạn nữa như đi ra đến chỉnh trở lại mọi người.
lên cả cái đồi núi trên kia nữa nhiều nữa. Con đường đi có thể đi vòng ôm ngọn đồi này, vòng ra ngay khu vực cầu Châu Ế à, dạ, ngay khu vực gần với cầu Tuân á, dạ, ôm ngọn đồi đi và con đường này chúng ta sẽ đi thông qua bên đó. Dạ, thì những cái lần chiều nay em cũng lang thang đưa bà con đi thăm một vài khu vực đồi núi. Của Huế để bà con biết thêm một số hình ảnh về vùng ven đồi núi của thành phố hiện bây giờ như rắn. Hy vọng bà con hãy thú vị khi xem video của em nha. Dạ, đường sạt lở nguy hiểm, ở trong đây có đoạn đường bị sạt lở. Dạ, em xin tạm những video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Đây bị sạt lở đây này, giữ cho cái xe. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Xe đây có cái dấu trả giữ xe chứ.